Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Blockfood giá rẻ hoặc là sử dụng những cái dịch vụ chẳng hạn như là Robot 120 giờ Gamebot giá rẻ, cùng với đó là sẽ có rất là nhiều dòng quay cực kỳ hấp dẫn và may mắn. Với lại random ạc giá rẻ mà vô cùng VIP thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Ok, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tracker đây. Rồi thì tiếp tục với cái chủ đề là review và mang đến cho mọi người những cái phiên bản khác mới nhất có trong cái tựa game Blockfood Update 18 Rave 4 nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay thì mình trong cái video này thì mình sẽ mang đến cho mọi người hai thứ. Thì cái thứ đầu tiên á là hổm giờ có rất là nhiều bạn yêu cầu mình á là anh ơi anh hãy làm về cái Flusu update đi. Rồi thì hiện tại thì cái Flusu này nó đã update lên V10 rồi nha mọi người. Thì mình làm cái video này nhằm cái mục đích á là mình sẽ mang đến cho mọi người cái Flusu V10, những cái link tải về cái bản Clean Flusu mới nhất này. Thì link tải của Clean Su thì link tải của cái Clean Flusu mới nhất này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn trải nghiệm thì có thể tải về để trải nghiệm nha mọi người. Thì hiện tại là mình đang sử dụng cái Clean Flusu V10 trong cái video này để mình test cho mọi người luôn ha. Đó, thì nói chung là cái cách mà để cài đặt cái Flusu này thì nó quá là đơn giản rồi, thì mình nghĩ là mọi người cũng có thể biết rồi. Thì chủ yếu là cái video này là mình review cái bản hack thôi, còn cái Flusu V10 này thì qua cái video này thì mình sẽ cập nhật đến cho mọi người về cái Flusu này luôn, để cho những bạn nào mà muốn có cái Flusu phiên bản mới nhất thì vẫn có thể tải nha mọi người. Rồi, đây thì như mọi người hãy thấy là hiện tại là mình đang trong cái Flusu V10 bản mới nhất ha. Thì qua cái Flusu V10 này thì nó sẽ theo kiểu là nó cập nhật những cái tính năng mới nha mọi người. Chẳng hạn như là nó sẽ fix lag này. Và thứ hai là nó sẽ fix cái lỗi mà ghét cây nha mọi người. Một cái lỗi mà có rất là nhiều bạn yêu cầu cái Flusu này khắc phục, đó là cái lỗi ghét cây nha mọi người. Thì hiện tại là cái Flusu phiên bản V10 này là nó đã sửa được cái lỗi ghét cây rồi. Thì mọi người có thể vào mọi người ghét cây một cách mượt nhất ha. Thì hiện tại là mình đã ghét cây rồi thì nó mới xuất hiện được cái bản để mình nhập cái sầu riết nha mọi người. Thì đó, thì đó là về cái phần Flusu V10. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành mình mang đến cho mọi người một cái phiên bản hack mà mới vừa được cập nhật trong cái tựa game Blockfood Update 18 Rave 4 ha. Thì cái bản hack này thì mình mang đến cho mọi người để cho mọi người có thể trải nghiệm được nó một cách ok và mượt nhất nha mọi người. Thì link của cái sầu rip hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn sử dụng về cái bản hack ngày hôm nay thì mọi người vẫn có thể sử dụng được. Rồi, thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống phần mô tả cái video này để mọi người nhấp vào cái đường link sầu rip ha. Nhấp vào xong rồi thì mọi người sẽ tiến hành mọi người dành ra 1-2 phút để mọi người vượt link giúp mình. Vượt link rồi thì mọi người sẽ có được cái sầu rip. Thì sau khi có được xong thì mọi người sẽ copy cái sầu rip đó rồi mọi người vào lại trong cái clean hack, mọi người dán vào mọi người chạy thôi. Thì cái sầu rip mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người là nó sẽ hỗ trợ cho full nền tảng nha mọi người. Nền tảng trên máy tính hoặc là nền tảng trên điện thoại đều có thể sử dụng được. Thì trên điện thoại thì mọi người có thể sử dụng bằng phần clean Flusu hoặc là clean giọt nước nha mọi người. Giọt nước thì hiện tại là đã có V6.1 mới nhất hiện tại nha. Đó, còn gọi là V7 á mọi người. Thì có rất là nhiều bạn hỏi lý do tại sao mà mình không làm cái clean giọt nước V7. Thì cái V6.1 của mình là cái V7 luôn á nha mọi người. Đó, cái phiên bản mới nhất luôn thì do là mình đặt cho nó là 6.1 ấy. Đó. Rồi, thì ở đây là mình đang sử dụng bằng cái phần mềm là Clean Flusu để mình test cho mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình dán vào để mình chạy cho mọi người xem. Rồi thì có rất là nhiều bạn hỏi anh ơi lý do tại sao mà cái Flusu của anh nó mượt vậy. Thì mọi người khi mà nhà vào xong á thì mọi người vào cái phần ba gạch này nè, mọi người bật hết những cái tính năng trong cái phần ba gạch lên hết cho mình ha. Thì sau khi bật lên hết xong thì nó sẽ rất là mượt như mình nha mọi người. Đó, nó mượt cực kỳ luôn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình nhấn vào cái chữ Execute from Taskbot này để mình chạy cái bản hack lên ha. Đó, thì sau khi mà nhấn vào xong thì nó sẽ hiện lên cái bảng như vậy nha mọi người. Đó, nó sẽ hiện lên cái bảng như vậy. Rồi thì cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người thì nó sẽ có 3 cái menu luôn nha mọi người. Cái menu đầu tiên là PvP Script. PvP Script thì nói chung là cái này là dành để cho mọi người đi đấu với nhau nha mọi người. Còn tiếp theo là cái ZBS Hub. Đó, ZBS Hub. Tiếp theo nữa là cái Script BF. Thì nói chung là ba cái Script hack này, một cái Script hack này là nó sẽ chạy được 3 cái menu nha mọi người. Thì cái menu mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người đó là cái menu ZBS Hub nha mọi người. Đó, mọi người nhấn vào nè. Nhấn vào cái ZBS Hub thì mọi người đợi khoảng chừng là vài giây thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng menu hack nha mọi người. Đây.
đây là cái bảng menu hack mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người. Thì nó có hầu như là full tất cả tính năng luôn nha mọi người, full tất cả tính năng luôn. Thì tí thì mình sẽ test cho mọi người xem coi là trong cái bảng hack này nó có những cái tính năng gì ha. Rồi thì hiện tại như mọi người có thể thấy là mình đang trong cái Clean Fluxu V10 và mình đang sử dụng được cái bảng hack luôn cho mọi người. Đó, chạy được full tất cả script luôn, rất là mượt, không có bị cái tình trạng là lỗi hay là bị đơ gì hết nha mọi người. Đó, rất là mượt luôn, dành cho những bạn nào mà muốn sử dụng thì mấy bạn cũng vẫn có thể sử dụng được ha. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình nói sơ qua trong cái bảng hack này có những chức năng gì ha mọi người. Rồi thì bảng hack này là bảng hack ZBS Hub. Đó, ZBS Hub. Và nó có những cái tính năng là đầu tiên ở phần main. Phần main thì chúng ta sẽ có những tính năng chẳng hạn như là Fast Attack Print Mode này, là những tính năng bổ trợ này. Auto Farm Level này thì chắc chắn rồi. Auto Mara Island nha mọi người. Đây có luôn chức năng là tự động tìm đảo bí ẩn cho mọi người này. Thì mọi người muốn tự động tìm đảo thì mọi người bật lên cho mình. Thì nếu mà mọi người muốn tự động tìm đảo thì mọi người phải treo máy nha mọi người. Tại vì cái đảo bí ẩn này là nó sẽ có cái thời gian ra ha. Nó theo kiểu là nó sẽ ngẫu nhiên ấy. Chẳng hạn như mọi người hên thì mọi người tích cái này lên thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người đi. Thì nếu mà nó dịch chuyển mọi người đi là chứng tỏ là cái đảo đó nó đã xuất hiện rồi nha mọi người. Còn nếu mà trong cái trường hợp giống mình đó là mọi người bật lên, nếu mà nó không có dịch chuyển mọi người đi là có nghĩa là cái đảo đó nó chưa có xuất hiện ha, thì nó sẽ không có dịch chuyển đi. Đó. Rồi tiếp theo là về cái phần là auto thu thập tài nguyên này, super human death task main karate đồ. Rồi phần mastery ha mọi người. Đó, phần mastery cho mọi người farm này. Dưới xuống thì chúng ta sẽ có cái phần auto farm bot. Auto farm bot thì nó sẽ có hầu như là full bot để cho mọi người farm luôn. Thì mọi người muốn farm bot nào thì mọi người chọn rồi mọi người tích vào auto farm bot là sẽ tự động nó farm. Đó. Rồi, tiếp theo rút xuống thì chúng ta sẽ có cái phần auto dungeon này, buddy sword này, elite hunter này. Rất là nhiều ha mọi người. Đây có auto farm bone, auto random bone luôn này. Rồi, auto legendary sword, hầu như là full tất cả tính năng luôn. Đây auto denoroku được các thứ thì mọi người muốn auto cái nào thì hầu như là trong cái bản hack này nó đều có hết cho mọi người để mọi người có thể sử dụng. Đó. Đó là về cái phần main ha, tiếp theo là về phần star. Phần star có nghĩa là tự động nâng chỉ số ha. Đây chẳng hạn như là cái điểm chỉ số là cái này nha. Đó thì năm cái này là nó sẽ tương ứng với lại năm cái điểm trong cái kia chỉ số. Thì ví dụ mọi người muốn nâng cái nào thì mọi người bật lên. Thì nếu mà trong quá trình chơi nếu mà mọi người có điểm kỹ năng là sẽ tự động nâng cho mọi người ha. Đó chẳng hạn như mình bật cái auto David Food thì trong quá trình chơi nếu mà có điểm kỹ năng là sẽ tự động nâng qua chat block. Chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo là phần mid. Rồi phần mid thì chúng ta sẽ có cái phần những phần nào nhà phần mid thì chúng ta vuốt xuống chúng ta sẽ có cái phần SP. Rồi, SP player bật lên này, SP player là sẽ hiển thị thông tin người chơi nha mọi người. Đó hiển thị thông tin người chơi, máu được cái thứ này. SP chat là hiển thị thông tin gương nha. Đó. SP chat hiển thị thông tin gương này. Rồi SP food là hiển thị thông tin trái này. Do là xung quanh mình chưa có spam ra cái trái nào thì nó sẽ không có hiển thị nha mọi người. Đó chẳng hạn là như vậy. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là SP Island hiển thị tên đảo được cái thứ. Đó, thì nói chung á là cái này cái phần mid này á là về cái phần SP ha, có luôn cái phần David Food để cho mọi người có thể vào mọi người mua này. Đấy, mọi người có hầu như là đây có nguyên tố cháy tối đâu này. Đấy, nguyên tố bóng tối này. Theo thông tin mình được biết á thì hiệu qua đây này, hiệu qua có bán trái mochi được cái thứ đó nha mọi người. Thì hôm nay hình như là hết rồi mọi người ạ. Đó. Đây đang bán trái này này. Đây bây giờ là mình xem này. Đó mọi người thấy không? Đó đang bán nè, để mình mới mua luôn nè mọi người thấy không? Đó, thì nói chung á là cái này á là để cho mọi người sử dụng thôi. Đấy mọi người thấy không? Đó. Nói chung á là rất là ngon ha mọi người. Đấy. Mình mới vừa mua luôn nè. Đấy mọi người thấy không? Có quyền cái quả địa cầu này. Đấy, thì cái này á là về cái phần shop thì mọi người có thể mua được cái thứ. Đó. Tiếp theo là về phần combat. Phần combat thì trong đây chúng ta sẽ có là cái phần PvP với nhau ha. Đó chẳng hạn như là ambush skill, ambush gun này để cho mọi người đấu với nhau. Auto farm layer đồ này. Rồi teleport đồ cái thứ. Đây chọn người chơi thì ở đây ha. Đó. Tiếp theo là teleport. Teleport thì chúng ta sẽ có là teleport sao 1, sao 2, sao 3 này. Teleport đảo này. Đó thì nó có full đảo cho mọi người di chuyển luôn. Rồi tiếp theo là phần dungeon. Dungeon thì ở đây có nghĩa là nó sẽ gọi là sao nha. Cái phần dungeon này là sẽ đi ride nha mọi người. Đó đi ride. Đó. David Food là sẽ random trái này. Đây chẳng hạn như David Food thì sẽ random trái thì ở đây mình sẽ cho mọi người xem. Ơ kìa. Ôi trời, bạn này đánh mình rồi mọi người ạ. À. Chạy đi. David Food thì chúng ta sẽ auto random trái này, bật lên. Đó, mình mới vừa random ra được cái trái lò xo nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Trái lò xo, trái này là trái cùi rồi không sao mọi người ạ. À. Đó. Rồi thì đó là về phần David Random Food ha. Đó Random Food. Tiếp theo phần shop. Phần shop thì trong đây nó bán những cái vật phẩm, những cái vũ khí kiếm đồ thì mọi người vào đây mua. Có hầu như là full luôn. Đó, có luôn bài bát được cái thứ này.
bài bot là sale đồ tùm lum ấy, thì mọi người có thể vào đây để tìm hiểu ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ test cái phần auto farm level cho mọi người xem. Thì đó, auto farm level đầu tiên mọi người vào phần main, tiếp theo là mọi người bật ba cái tính năng bổ trợ lên. Bật xong rồi thì mọi người chọn vũ khí ha. Thì ở đây là mình có rất là nhiều vũ khí, thì ở đây mình không biết chọn cái nào nữa mọi người ạ. Có rất là nhiều ha. Chẳng hạn như ở đây là mình sẽ chọn cái super human đi. Chọn xong rồi thì mình tích vào auto farm level này. Đó là lập tức là sẽ tự động đi nhận nhiệm vụ này, rồi tự động đi đánh nha mọi người. Và cái cách mà để nó đánh là cực kỳ mượt nha mọi người. Đó, cực kỳ mượt luôn. Đấy, rất là mượt luôn nha mọi người. Đó, thấy không? Rất là mượt này. Đấy, thì khi mà đánh xong thì không có quái là sẽ tiến hành nó đứng nó đợi như vậy nha mọi người. Đợi khi nào mà có quái là sẽ tiến hành ra farm tiếp. Đó mọi người thấy không? Farm rất là nhanh luôn. Đấy, farm cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Đó, rất là nhanh luôn. Thì sau khi mà farm xong hết thì chưa có quái thì sẽ đứng nó đợi. Đợi khi nào mà quái ra tiếp là sẽ tiến hành lại farm tiếp nè. Đó mọi người thấy không? Farm cực kỳ nhanh nha, tốc độ farm mà rất là nhanh luôn. Đấy, bạn kia còn không giành được với mình nữa mà. Đó là mọi người đủ hiểu là cái bảng menu H này nó VIP cỡ nào rồi. Đó, thì qua cái video này là mình đã gửi đến cho mọi người được hai cái rồi. Đó là cái Clean Flu Su V10 cũng như là cái bảng H ngày hôm nay. Đó, thì mọi người thấy là rất là mượt ha. Đây, mọi người thấy là farm nè. Đấy, mượt không? Quá mượt luôn. Đó, thì đó là về phần auto farm level. Rồi, thì để bây giờ thì mình sẽ đi ride thử cho mọi người xem ha. Thì để đi ride thì đầu tiên là mọi người phải có một cái trái hát quỷ nào đó. Thì chẳng hạn như ở đây là mình có cái trái lò xo này. Rồi sau đó mọi người vào phần Dunger. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn chip giúp mình ha. Đây chẳng hạn như ở đây là mình sẽ chọn cái chip LED đi. Đó, chọn xong rồi thì mọi người tích vào cái chữ là Auto Select Dunger này. Với là cái Auto Buy Chip. Đó, mọi người tích vào thì nó sẽ đổi cái micro chip thành cái nó sẽ đổi cái trái block thành cái micro chip này. Đó, đổi xong rồi thì mọi người tích vào Auto Start Ride. Đó, là nó sẽ tự động nó đang tải bản đồ rồi mọi người thấy không? Đó, tự động tải bản đồ nè. Rồi, sau khi tải bản đồ xong rồi thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo ha. Đó. Rồi thì sau khi mà dịch chuyển tới đảo xong thì mọi người nhấn vào Auto Farm Dunger, Auto Kyora với lại cái LED Auto LED Printer gì nè. Đấy, thì mọi người bật hết ba chức năng này lên. Thì khi mà quái ra là nó sẽ chết liền nha mọi người. Đó, quái ra là nó sẽ tự động nó chết luôn. Đó mọi người thấy không? Thì sau khi mà farm như vậy rồi á thì nếu mà qua đảo mới á là sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo tiếp theo ha. Đó thì đó là về cái phần ride. Thì nói chung là đó là những gì mà trong cái video này mình muốn mang đến cho mọi người. Thì nếu mà mọi người thấy video này hay và bổ ích đừng quên để lại cho mình một like cũng như là subscribe ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Đây mọi người hãy thấy là nó tự động chuyển đảo nè. Đó rất là ngon ha. Rồi bye bye.